Hello, xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Hiện tại là bên em đang mới nhất của ngày hôm nay là về một chiếc Ford Transit 2014. Vâng, 2014, và một mẫu xe phải nói là khá là đẹp, chuẩn chỉ, là không đâm đụng, không ngập nước. Và em sẽ bán với mức giá rất hợp lý cho anh chị này. Vâng, 255 triệu, anh chị nhé, 255 triệu. Vâng, về tổng thành sơn xi bên ngoài thì các bác không phải làm bất kỳ một cái gì, ở xe khá là đẹp luôn, chuẩn chỉ nhá, xe mới về nên là rất là đẹp anh chị ạ. Và nếu anh chị có nhu cầu sử dụng mẫu xe 2014 này đấy, đời thì khá là cao rồi đấy, anh chị mà có hợp đồng chạy công nhân hay là cái gì đó thì anh chị lấy chiếc này về chạy là rất là tuyệt vời nhá. Và một mẫu xe cũng khá là đẹp, khá là chuẩn chỉ, và một mẫu xe phải nói là đời khá là cao, giá này khá là hợp lý. Anh chị mà mua về mà hoán cải hay là gì thì tiền hoán cải cho em nhé. Vâng, chiếc xe này em chỉ bán với mức giá nó là như vậy thôi. Đấy, rất là đẹp anh chị ạ. Vâng, đấy, tổng thành chi tiết về chiếc xe thì anh chị biết rồi, là xe cam kết luôn là không đâm đụng, không ngập nước ạ. Vâng, và tổng thành đi bên ngoài thì em đã quay hết rồi, xe không có lỗi nhầm gì cả. Vâng, và đây em sẽ đi vào nội thất cho quý vị và anh chị cùng xem nhé. Vâng, về trong nội thất này thì cũng khá là tươi đấy, xe khá là đẹp, chuẩn chỉ 100% luôn à, xe khá là ok này. Anh chị mà có nhu cầu sử dụng về những mẫu xe như này thì lấy về hoán cải thì rất là tuyệt vời đấy, đời 2014 nhá, 255 triệu này. 255 triệu, nếu các bác có hoán cải thì em lấy thành là 269 triệu nhá. Vâng, giá trên có bao rút hồ sơ cho anh chị nhá. Vâng, một mẫu xe khá là đẹp. Và đây là gầm vệ của nó này, không có mục mọt gì cả nhá, không hề mục mọt gì hết luôn. Đấy, lốp thì là lốp vít chân nin này. Vâng, lốp vít chân nin nhá. Vâng, dãy gầm đây ạ. Vâng, xe không có lỗi nhá. Vâng, đây ạ. Vâng, cũng vẫn là một dòng xe phải nói là năm nay nó khá là thảm hại so với mọi năm, rất là rẻ. Đấy, nên là anh chị năm nay mà mua được những mẫu xe như này về anh chị chạy thì rất là tuyệt vời, rất là ok luôn này. Vâng, 4 cua lốp, tất cả thứ chưa có hiện tượng mục mọt gì nhé. Vâng, con này thì em thật với các bác là em chưa có đụng chạm gì các bác mọt cả, xe khá là đẹp chuẩn chỉ luôn nhé. Vâng, những đường gân của nó đây, vâng, khá là đẹp. Và chiếc này cửa điện nhá, cửa điện ạ. Cửa điện này chắc phải em, lúc phải em quên, em không cầm theo khiển đi hay là, nên các bác sự thông cảm em không có khiển để khiển ra, không có khiển đầy đủ hết nhá. Vâng, một mẫu xe phải nói rất là đẹp, anh chị cũng nhận không? Nếu anh chị mua về chạy công nhân này, có cửa chạy công nhân thì rất là tuyệt vời, giá lại hợp lý, có 255 triệu thôi này, anh chị đã có ngay mẫu xe như này rồi, rất là tuyệt vời, giá rất là hợp lý, anh chị chạy thì thoải mái luôn. Vâng, còn mẫu xe phải nói là rất là đẹp. Vâng, giá trị của nó thì chỉ có 245 triệu, đời 2014 nhá. Vâng, rất là đẹp anh chị nhá. Thì nó cũng sắp tối rồi, mai em sẽ quay chi tiết cho quý vị và anh chị cùng xem cái mẫu Ford Transit 2014 này. Và hôm nay em quay tạm vậy thôi, để cho anh chị và mọi người cùng xem được mẫu xe 2014 mà bên em bà chào bán giá rất hợp lý cho anh chị là 255 triệu ạ. Vâng, em xin kết thúc clip tại đây. Mong quý vị và anh chị xem qua cái clip của em thì cũng chia sẻ cho em về những cái dòng xe 16 chỗ của bên em cho những người cần mua ạ. Vâng, em xin chào toàn thể quý vị anh chị ạ.